Thưa quý vị, thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, Cục vừa cấp số đăng ký lưu hành cho gần 200 loại thuốc trong nước và nhập khẩu. Đây là các thuốc phục vụ nhu cầu thiết yếu trong khám chữa bệnh. Trong số gần 200 loại thuốc được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký mới, gồm có gần 60 loại thuốc sản xuất trong nước, hơn 130 thuốc nước ngoài. Gần 60 thuốc sản xuất trong nước có 6 loại thuốc có cấp số đăng ký 3 năm, số còn lại có số đăng ký trong thời hạn 5 năm. Đối với thuốc nước ngoài, có gần 100 loại thuốc được cấp số đăng ký có thời hạn 5 năm, số còn lại có thời hạn 3 năm. Cùng đó, Cục Quản lý Dược cũng gia hạn cho 5 loại thuốc nước ngoài khác trong thời gian 5 năm. Các thuốc trong nước và thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lần này thuộc các nhóm thuốc điều trị bệnh lý thông thường đến điều trị bệnh lý chuyên khoa đặc trị như tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch, cơ xương khớp, hô hấp, chống nhiễm khuẩn, ung thư, kháng sinh, kháng viêm. Vì thiếu thuốc và vật tư, Bệnh viện Việt Đức, một trong những bệnh viện đầu ngành của cả nước, đã phải tuyên bố tạm thời ngừng mổ phiên để ưu tiên cho cấp cứu vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Ngay khi có Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ gỡ nút thắt về mua sắm trang thiết bị vật tư, thanh toán bảo hiểm y tế, bệnh viện đã liên hệ với các nhà cung ứng. Sau khoảng một tuần nữa, Bệnh viện Việt Đức cho biết sẽ trở lại mổ phiên như bình thường. Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, dự kiến trong vòng một tuần nữa, các nhà cung cấp cam kết sẽ cung cấp đủ các máy móc, vật tư kỹ thuật, hóa chất. Bệnh viện Việt Đức sẽ hoạt động khám chữa bệnh bình thường, hoạt động phẫu thuật tại bệnh viện sẽ được khôi phục hoàn toàn. Người bệnh hoàn toàn yên tâm đến khám chữa bệnh. Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, năm 2022, Bệnh viện Việt Đức đã mổ gần 80.000 ca mổ phiên và mổ cấp cứu, tương ứng mỗi ngày khoảng 210 ca mổ. Đây là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt có số lượng ca mổ nhiều nhất cả nước. Không chỉ tại Bệnh viện Việt Đức mà ngay sau khi Nghị quyết 07 và Nghị quyết 30 được ban hành, với nhiều nút thắt điểm nghẽn được tháo gỡ, tại nhiều bệnh viện khác cũng đã bắt tay ngay vào việc triển khai hai văn bản để nhanh chóng tiến hành mua sắm, đấu thầu, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận sớm với các loại dược phẩm và vaccine thế hệ mới với chi phí ưu đãi. Đó là cam kết và mục tiêu hướng tới trong hợp tác chiến lược giữa tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới AstraZeneca với một hệ thống bệnh viện đa khoa trong nước. Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh phối hợp trong công tác nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng về lĩnh vực ung bướu, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch và vaccine đào tạo cán bộ y tế hỗ trợ người bệnh. Cán bộ y tế được tiếp cận với công nghệ y học hiện đại và người dân sớm có cơ hội sử dụng các loại thuốc, vaccine tiên tiến với chi phí ưu đãi, góp phần chăm sóc sức khỏe tốt. Trước đó, tập đoàn AstraZeneca đã đưa 30 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên về Việt Nam thông qua hệ thống tiêm chủng VNVC. Tiếp đó, cùng hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai tiêm kháng thể đơn dòng Eversole phòng ngừa và điều trị COVID-19 cho những người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc không đáp ứng với vaccine.